Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin không có tự do, dân chủ thực sự thì sẽ không có được nhân tài. Ông Thủ tướng của Việt Nam mới đây cho rằng muốn có cán bộ giỏi thì phải tổ chức thi tuyển. Ông Phạm Minh Chính phát biểu như vừa nêu khi tham dự hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội vào hôm 12 tháng 1 năm 2022. Ông Chính cũng cho rằng người tài quan trọng nhất là phải có tư duy, phương pháp luật tốt, có thể học hành ngành này ngành kia nhưng vẫn tiếp cận rất nhanh. Theo ông, những người tài chỉ làm việc một vài năm nhưng hiệu quả công việc đã bằng người khác làm 10 năm. Ông Chính cũng cho biết thêm, thi tuyển đã được cha ông đặt ra từ rất lâu và thế giới cũng đang thực hiện. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị của ngành nội vụ vào sáng ngày 12 tháng 1 năm 2022. Giáo sư Nguyễn Đình Cống khi trả lời Đài Tiếng Nói EFA từ Hà Nội vào hôm 14 tháng 1 cho rằng nếu cán bộ lãnh đạo do Đảng lựa chọn thì rất khó có được cán bộ giỏi dù cho là bằng bầu cử hay thi tuyển, vì rằng tiêu chuẩn số 1 là lòng trung thành với Đảng, với Marx Lenin. Những người giỏi chân chính thường không có lòng trung thành ấy lại hay có ý kiến phản biện. Họ đã bị loại ngay từ vòng đầu, ông cho biết tiếp. Thủ tướng đề cao việc thi tuyển. Nó là cần, nhưng là công việc cuối cùng. Phải có nhiều người giỏi đã thì mới có nguồn để tuyển chọn. Người giỏi thì trước hết là do trời sinh ra, rồi có một môi trường thuận lợi để phát triển. Môi trường tốt là tự do, dân chủ. Vậy để có người giỏi cho Đảng lựa chọn thì trước hết phải tạo ra môi trường tự do. Quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do phản biện và phải bỏ tiêu chuẩn trung thành với lý tưởng của Đảng trong lựa chọn. Bóp nghẹt tự do tư tưởng, tạo ra dân chủ giả hiệu thì chỉ vùi dập nhân tài, tiêu chuẩn trung thành, chỉ nằm loại nhọại bỏ nhân tài mà thôi. Đường lối cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam phạm một số sai lầm về phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Theo đường lối đó, dù có tổ chức thi tuyển kiểu này cũng chỉ là yếu tố chọn được bọn người cơ hội. Thủ tướng nên yêu cầu quyết liệt sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhưng theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, trong một bộ máy cồng kềnh gồm ba lực lượng là Đảng, chính quyền, mặt trận, vân vân, chồng chéo, dẫm đạp lên nhau, thì tinh gọn được chỗ này nó lại phình ra chỗ khác mà thôi. Vì vậy, giáo sư Cống cho rằng, trước hết, cần tinh gọn cơ cấu như vậy sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh tờ báo Dân Chí vẽ mô hình cả họ làm quan ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chuyện cả họ làm quan kiểu này ở Việt Nam không hiếm. Ví dụ như cả họ nhà ông Bí Thư Triệu Tài Vinh, tỉnh Hà Giang đều chia nhau các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của chính quyền ở đây. Luật cán bộ công chức Việt Nam từ năm 2008 đã quy định công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng bổ nhiệm ngạch chức vụ, chức danh trong cơ quan nhà nước hay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lâu nay Việt Nam vẫn tổ chức các kỳ thi tuyển công chức thường kỳ, nhưng vì sao vẫn không thể tuyển được người tài như lời ông Phạm Minh Chính vừa nói. Trả lời Đài FA vào hôm 14 tháng 1 từ Hà Nội, giáo sư Đặng Hồng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định như sau. Thi công chức cũng là một việc tuyển cán bộ cho nhà nước. Việc thi đặt ra thì tôi cho là đúng hướng. Nhưng thực thi của nó thì tôi cũng nghe ý kiến từ nhiều nơi. Thậm chí người ta có thể tiết lộ đầu bài hay chăn dắt trước theo kênh này, kênh khác chẳng hạn, để tuyển dụng được người nhà vào. Nhiều ý kiến phản ánh đến tai là chuyện ấy vẫn tiếp tục đang diễn ra ở nhiều nơi. Thành ra, mặc dù đã chính thức có cuộc thi tuyển công chức, thậm chí là cấp vụ trưởng, vụ phó cũng có thi tuyển vân vân, nhưng cũng có nhiều nơi thi không nghiêm túc, chấm trước rồi mới đặt ra câu hỏi, rồi mới đưa vào hội đồng vân vân. Nói chung là độ minh bạch còn thiếu. Thế nhưng, theo giáo sư Đặng Hùng Võ, điều quan trọng hơn ngoài chuyện thi tuyển thì lương công chức phải tử tế hơn. Chứ lương công chức như hiện nay thì theo ông Võ là không thể làm giỏi được. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu khi trả lời báo chí trong nước cũng cho rằng chừng nào đội ngũ cán bộ công chức có một chính sách lương ở mức trung bình khá trở lên, khi đó chính phủ Hà Nội mới kỳ vọng được sự khát vọng vươn lên để đề cao trách nhiệm, văn hóa công vụ, đạo đức công chức, vân vân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhận định trên báo Nhà nước rằng tiền lương không phải nguồn thu nhập chính của cán bộ công chức
bổng nhiều hơn lương. Đây là hình ảnh nhân viên bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường biểu tình vì bị lỡ lương suốt 8 tháng. Ông Thảo cũng cho rằng nhiều người thích vào công chức nhà nước vì có phần ngoài lương, còn nếu chỉ có lương thì không ai thích vào cả. Nếu chỉ có đồng lương thực nhận thì liệu giới lãnh đạo Việt Nam có thể có cơ ngơi như mọi người trông thấy, hay con cái của họ liệu có thể có tiền để đi du học tại nước ngoài hay sống cuộc đời vương giả hay không? Trong khi việc tổ chức thi tuyển công chức được cho là còn nhiều kẽ hở, thì việc đào tạo nâng cao trình độ công chức cũng còn nhiều bất cập. Và liên quan đến vụ bê bối của trường đại học Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả. Cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều cán bộ công chức nhà nước cũng tham gia mua bằng giả. Đáng chú ý là có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển, nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ. Thật là nguy hại. Nhiều người cho rằng Bộ Nội vụ nên thay đổi cách tuyển dụng công chức và cần xem xét lại, thay vì đào tạo tiến sĩ cho công chức thì công chức nên học chính sách công, tài chính công, đầu tư công, hành chính công, vân vân. Hầu hết các quán quân Olympic đều đi du học rồi ở lại nước ngoài chứ không về nước làm việc, và vì sao, câu hỏi này đang được đặt ra. Đây là hình ảnh cuộc thi đường lên đỉnh Olympia tổ chức nhiều năm ở Việt Nam. Mỗi khi kết thúc trận chung kết đường lên đỉnh Olympia lại dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về việc đi du học rồi các nhà vô địch Olympia có trở về nước để làm việc, đóng góp cho đất nước hay không. Điều này xuất phát từ thực tế hầu hết quán quân sau khi nhận học bổng sang Úc học tập đều chọn ở lại đất nước này sinh sống và làm việc. Hiện chỉ có 3 quán quân Olympic trở về nước sau khi đi du học, đó là Lương Phương Thảo năm thứ 3, Lê Viết Hà năm thứ 7 và Nguyễn Trọng Nhân năm thứ 14. Chia sẻ về lý do chọn nước Úc, một số quán quân đường lên đỉnh Olympia cho rằng cơ hội làm việc cũng như ứng dụng những điều đã được học tập tại Úc vào thực tiễn ở Việt Nam rất khác biệt. Thậm chí một số ngành nghề ở Việt Nam cũng ít có. So sánh giữa hai nền giáo dục, Phan Đăng Nhật Minh là quán quân năm 2017 cho biết hệ thống giáo dục giữa Việt Nam và Úc khá khác biệt. Nếu như có về Việt Nam thì khó có thể sử dụng được các phương pháp giảng dạy đã được học ở Úc để giảng dạy tại Việt Nam. Nhật Minh cũng bày tỏ quan điểm không nhất thiết phải trở lại Việt Nam mới có thể là đóng góp cho đất nước. Phan Đăng Nhật Minh là vốn là quán quân năm 2017 cũng cho biết hệ thống giáo dục giữa Việt Nam và Úc khác biệt một trời một vực. Trên thực tế, với mỗi nhà quán quân đường lên đỉnh Olympia lựa chọn nước Úc để làm việc, chắc hẳn điều đó còn có những lý do riêng. Và cũng không ít người thẳng thắn nói về triển vọng nghề nghiệp, cơ hội trong công việc cũng như ứng dụng những điều đã học được. Ngoài việc lương thưởng thấp, nhiều người không về nước vì khó phù hợp với điều kiện làm việc và phát triển tài năng cho mình. Thậm chí đã có nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về nước mong muốn làm việc cũng thi trượt công chức. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ đã quá lạc hậu, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đây là hình ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu chọn đi định cư ở Mỹ làm việc mặc dù phía Việt Nam đưa ra nhiều đãi ngộ. Lý giải về tình trạng này, nhà báo Nguyễn Như Mai cho biết, đối với những người có tri thức, được đào tạo bài bản ở nước ngoài thì họ không muốn ở lại. Không chỉ vì đời sống vật chất, họ còn có một thực tế phải đối mặt khi về nước, đó là phải chạy trọt xin việc, phải va đập vào những thủ tục phức tạp, phải lo lót đầu tiên tức là tiền đâu mà nhiều khi vẫn thất nghiệp. Xin được việc làm rồi, họ lại không thể phát huy được cơ sở đã học, bởi làm giảng dạy, làm khoa học thì thiếu thiết bị, thiếu môi trường khoa học, lại bị chèn ép, kèn cựa, cá mè một lứa, vân vân. Làm trong cơ quan thì bị các thủ trưởng thiếu tri thức sử dụng vào những việc chẳng cần đến những điều đã học, rồi sống mòn với nếp sống, sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về. Họ e ngại tất cả những ước mơ hoài bão đều dần dần bị thui chột. Đấy là chưa kể về nước, lương lậu có thể là không tương xứng với công hiến, thậm chí là không nuôi được mình và gia đình. Thêm một điều nữa, chỉ những người đã học ở nước ngoài mới dám nói rằng ở nước ngoài họ được sống thực với mình, dám nói điều mình nghĩ, trong khi về nước lại phải giấu giếm ý nghĩ của mình hoặc phải lựa chiều để nói dối. Không thực lòng, đâm ra họ sợ. Vậy thì hỏi, nếu bạn là người như họ, là người trong cuộc, thì bạn quyết định như thế nào? Xin đừng nên trách họ là được hưởng ưu ái nọ kia mà không yêu nước
là chỉ muốn hưởng thụ, vân vân. Xin nói là họ đã biết rất rõ, muốn sống ở nước ngoài cũng không dễ đâu. Phải lao động thực sự, phải có tài, chứ không thể dựa vào chạy trọt, dựa dẫm được. Và chỉ trừ ra những con nhà đại gia, con quan tham có tiền để ra nước ngoài sống, trong cuộc sống hưởng thụ do tiền dư thừa của cha mẹ họ đưa lại mà thôi. Kính mời các bạn xem bản tin đề cứu nhân viên bị bỏ đói. Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin Bộ Y tế tạm ứng 10 tỷ đồng. Học viện Y dược và Cổ truyền Việt Nam, cơ quan mẹ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, vừa nhắc lại lời đề nghị Bộ Y tế xem xét tạm ứng gấp 10,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh để họ có kinh phí kịp thời thực hiện chi trả phần tiền lương, phụ cấp còn nợ nhân viên từ tháng 5 năm 2021 cho đến nay. Báo chí trong nước đưa tin hôm 14 tháng 1. Như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã tường thuật, 40 nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh chiếm 1/4 tổng số người làm việc trong bệnh viện đã xuống đường biểu tình ở Hà Nội trong các hôm từ 11 đến 13 tháng 1 để phản đối việc bệnh viện chậm trả lương hơn nửa năm. Những người biểu tình nói họ bị bỏ đói trong khi lãnh đạo được lương thưởng đầy đủ. Đây là hình ảnh nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh biểu tình vì bị nợ lương suốt 8 tháng. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin từ Học viện Y dược Cổ truyền cho hay, từ tháng 1 năm 2019, Bệnh viện Tuệ Tĩnh trở thành đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên. Điều này đồng nghĩa là bệnh viện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của bệnh viện này. Theo báo chí trong nước, trong nhiều tháng, Bệnh viện Tuệ Tĩnh gần như không có bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh trong quý 1 năm 2021 chỉ đạt có 15%, quý 2 năm 2021 đạt 51,19% và quý 3 năm 2021 đạt có 12,1%. Chính vì vậy, nguồn thu của bệnh viện không đủ để trang trải chi phí hoạt động thường xuyên, chỉ ưu tiên trả lương và các khoản trích nộp theo lương, một bản tin của Báo Lao Động cho biết. Từ tháng 5 năm 2021 cho đến nay, bệnh viện chỉ tạm chi 50% tiền lương, dẫn đến đời sống của viên chức, người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Báo Lao Động, Vietnamnet cùng một số báo khác cho biết, phần lớn nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh có mức lương rất thấp, chỉ từ 6-7 triệu đồng mỗi tháng. Hơn 8 tháng qua, họ chỉ nhận được một nửa, tức là hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, do đó không đủ chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Báo chí trong nước nói rằng, nhiều nhân viên của bệnh viện này đã phải làm những công việc tạm thời trong nửa năm để có tiền trang trải cuộc sống, bao gồm cả đi giao hàng, lái xe ôm hay bán rau. Nói với báo Vietnamnet, bà Lê Thanh Bình, tổ trưởng tổ công đoàn của Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho hay rằng lời đề nghị của Bộ Y tế tạm ứng hơn 10 tỷ đồng không phải là đề xuất mới được đưa ra, mà ban giám đốc bệnh viện đã gửi kiến nghị này đến Bộ cách đây gần 2 tháng. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đây là hình ảnh các bác sĩ và nhân viên y tế căng băng rôn trước cổng bệnh viện. Lãnh đạo yêu cầu họp nhưng ban tính chất động viên, còn lương và chế độ vẫn phải chờ. Không có lịch cụ thể khi nào trả. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải xuống đường để chờ đến sự lên tiếng của cộng đồng, bà Bình đã nói như vậy với báo Tuổi Trẻ. Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh chỉ được nhận có 50% lương. Đến tháng 12 không đủ lương nào và tháng 1 dự báo không có lương vì không có nguồn thu vào để chi được lương. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra tại đơn vị cho đến năm 2019, khi có quyết định tự chủ, cán bộ Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị cắt hết thưởng, chỉ còn lương, và năm 2021 vừa rồi, lương cũng không được đảm bảo nữa. Nhưng chỉ có 160 cán bộ, công nhân, nhân viên không giữ chức vụ quyền hành đang làm việc tại khối bệnh viện thôi, chứ không có lãnh đạo bị như vậy. Các khối khác thuộc viện vẫn được đảm bảo lương thưởng, các khoản phúc lợi đầy đủ. Một cơ quan nhưng có hai chế độ. Chúng tôi cùng ký hợp đồng như các bạn với giám đốc bệnh viện, chỉ khác vị trí làm việc mà chúng tôi bị đối xử như thế suốt 3 năm qua, bà Bình đã bức xúc nói. Cũng như nhiều cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, điều dưỡng Kim Thoa cũng khổ sở với thu nhập hiện nay không được chi trả. Sống ở thủ đô mà mỗi tháng nhận được có 2 triệu 700 ngàn đồng và 2 tháng nay không nhận được đồng nào thì sống làm sao được. Tôi phải dựa vào thu nhập của chồng, gia đình hai bên để nuôi con nhỏ. Nhiều cán bộ y bác sĩ đã phải đi bán rau, làm ship, có gì đấy là bán đấy để trang trải cuộc sống. Chị Thoa bức xúc.
Đây là hình ảnh theo Tổng Giám đốc Việt Á tự khai tiền hoa hồng đã chi trong vụ bán kit xét nghiệm là 800 tỷ đồng cho thấy các lãnh đạo này ngành y mỗi khi quyết định chi tiền mua thiết bị luôn có khoản tiền hối lộ rất lớn, trong khi nhân viên trong ngành lại không được trả lương đủ sinh hoạt mỗi ngày. Cũng theo chị Thoa, bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc họp nhưng không đưa ra được phương hướng giải quyết. Tôi làm việc bệnh viện từ năm 2005, đã cống hiến gần 20 năm, rất muốn gắn bó. Tôi chỉ mong muốn là rõ ràng việc tự chủ của bệnh viện. Bệnh viện không phải là bệnh viện làm kinh tế. Hiện học viện có 3 đơn vị, học viện y, dược cổ truyền Việt Nam, bệnh viện Tuệ Tĩnh, viện nghiên cứu và trung tâm xã hội theo yêu cầu. Nhưng chỉ có bệnh viện Tuệ Tĩnh là tự chủ. Trong đó chỉ có dược sĩ, điều dưỡng và một số bác sĩ là thuộc bệnh viện. Các trưởng phó khoa lại kiêm nhiệm bên học viện, lương thưởng vẫn đầy đủ. Còn các nhân viên y tế, các bộ phận khác thuộc bệnh viện thì không có lương. Khi tôi thi viên chức, ký hợp đồng là ký hợp đồng với học viện, chứ vậy tôi muốn học viện làm rõ việc này. Khi bệnh viện tự chủ, tôi cũng không biết, chỉ khi có quyết định mới thông báo đến nhân viên y tế, chị Thoa đã nói. Theo bà Bình, tình trạng trong bệnh viện được coi là chưa có tiền lệ khi các y bác sĩ phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Tranh thủ 11h30 phút được nghỉ trưa đến 12h30 phút, chúng tôi làm đủ thứ như bán hàng online, bán khẩu trang v.v. đủ cả. Việc cấp thiết nhất bây giờ là yêu cầu trả lương từ tháng 5 của chúng tôi. Đây là mồ hôi công sức của cán bộ y bác sĩ để chúng tôi còn trang trải. Tết đến gần lắm rồi, bà Bình đã chia sẻ. Đây là hình ảnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã có 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc do bất mãn với chính sách đãi ngộ của ngành y tế, nhất là sau đợt 8 tháng chống chọi với dịch vừa qua. Dược sĩ Nguyễn Thị Tuyết, khoa dược, làm việc tại bệnh viện từ năm 2009 đến nay đã hơn 10 năm. Từ tháng 5 năm 2021, chị nhận được 50% lương, 2 tháng gần đây không nhận được lương. Hiện mức lương của tôi là 5 triệu 400 ngàn đồng. Tháng 5, tôi nhận được thông báo từ trưởng khoa là phòng sẽ nhận được 50% lương do thu nhập của bệnh viện không có. Trong đợt dịch vừa qua, chúng tôi vừa làm việc ở viện, vừa hỗ trợ vận chuyển vaccine. Sáng đến viện dịch tễ, bệnh viện Việt Đức để lấy vaccine về, hôm nào tổ chức tiêm thì mang vaccine xuống điểm tiêm và khi kết thúc lại mang về kho lưu trữ. Nhiều ngày công việc đến 18-19 giờ mới xong. Những việc này cũng không có trợ cấp, không có ngoài giờ. Chúng tôi vẫn đảm bảo công việc, chị Tuyết chia sẻ. Gia đình chị Tuyết có 2 con nhỏ với mức thu nhập như vậy là rất khó khăn. Chị phải nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình, ông bà quê gửi thực phẩm lên, chi tiêu cũng chắt bóp lại. Tình trạng đã kéo dài 8 tháng, nhưng đến thời điểm này các y bác sĩ đã phải xuống đường nhờ đến sự trợ giúp của cộng đồng. Thật sự, chúng tôi không còn cách nào khác. Xin nghỉ phép ban giám đốc cũng không cho, xin nghỉ không lương cũng không đồng ý. Với 50% lương là 2 triệu 700 ngàn đồng mỗi tháng và đến giờ là không nhận được lương nữa, chúng tôi đã kiệt sức rồi. Tết đến nơi rồi, chúng tôi phải làm vậy thôi, chị Tuyết nói. Dù chịu cảnh nợ lương nhưng các nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện vẫn đang cố bám trụ vì còn rất nhiều bệnh nhân phải chăm sóc, chúng tôi không có quyền từ chối bệnh nhân. Đây là hình ảnh một bác sĩ với yêu cầu trả lương. Những ngày qua, chờ đến lúc hết giờ làm việc, y bác sĩ mang băng rôn ra trước cổng bệnh viện, cầu cứu các cơ quan chức năng lên tiếng để bảo vệ các y bác sĩ vì chúng tôi đã hết kiên nhẫn với những lời hứa suông. Đến nay, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và đến bước đồng cùng chúng tôi phải làm như vậy để dư luận có thể thấy rõ thực tế tình trạng trong bệnh viện như thế nào. Điều dưỡng Hát đã nói như vậy. Và họ đã hô to, cầu cứu người đi đường, rằng xin mọi người hãy cứu lấy chúng tôi, chị Đỗ Thị Duyên, điều dưỡng khoa tâm thần kinh, bức xúc vì 8 tháng qua mỗi tháng chị chỉ nhận được có hơn 3 triệu đồng, trong khi đó chị phải nuôi 3 con nhỏ đang ăn học, tiền sinh hoạt phải dựa vào chồng và hai bên gia đình nội ngoại. Hàng ngày tôi vượt 30 km từ Hưng Yên sang đây để đi làm việc, mỗi ngày tốn 50.000 tiền xăng, 20.000 đò qua sông, số tiền ít ỏi kia chỉ đủ cho tôi đi đường, nếu xe bị trục trặc giữa đường không biết lấy tiền đâu để sửa. Chị Duyên đã tâm sự. Được biết, chị Duyên đã làm việc tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh hơn 14 năm nay, làm nghề đã lâu nên chị muốn cống hiến và vì yêu nghề nên chị mới gắn bó lâu với bệnh viện như vậy. Hơn nữa, nếu nghỉ việc chị cũng không biết mình sẽ làm gì. Nhà xa, sáng đi rất sớm và tối về rất muộn nên chị không thể làm thêm công việc nào khác để có thể kiếm thêm thu nhập. Tình trạng nợ lương kéo dài 8 tháng qua
đã khiến chị và nhiều người vô cùng khổ sở.